Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay Của Mẹ Quê. Hôm nay em vào bếp để làm thịt chay nha. Thịt chay hôm nay được làm từ chân nấm. Cách làm thì siêu đơn giản luôn. Món thịt chay này quý cô bác có thể mang đi kho nè, xào mặn để nấu các món chay khác như là bún bò chay, hủ tiếu chay hoặc là cà ri chay cũng ngon. Thường chân nấm sẽ có mùi rất nồng. Hôm nay em chia sẻ với quý cô bác cách sơ chế như thế nào để chân nấm không còn mùi, khi ăn thì dai dai giống như sớt thịt. Quý cô bác nào mà nhà ở xa chợ, không có đi chợ thường xuyên được, có thể áp dụng cách làm thịt chay như thế này. Chỉ cần mua chân nấm đông cô khô để ở nhà, khi nào cần ăn thì có thể mang ra và làm thịt chay theo công thức của em. Nguyên liệu siêu đơn giản luôn quý cô bác ạ. Chỉ cần có chân nấm đông cô khô, thêm một ít nước dừa tươi, gia vị thì gồm có đường và hạt nêm chay là được. Chân nấm đông cô em ngâm nước lạnh cho nở mềm, sau đó thì bắt nước sôi lên, cho vào luộc 3 phút. Rồi em vớt nấm ra, rửa lại vài lần, rồi bắt nước sôi, rồi cho nấm vào và luộc tiếp. Em lặp lại vài lần như vậy, cứ luộc nước sôi rồi rửa nước lạnh vài lần cho phần nấm nó không còn mùi nữa và thu được phần nấm vừa dai vừa mềm. Nấm luộc xong thì em sẽ vắt thật là khô nước, cho vào chảo dầu và chiên cho vàng. Nấm chiên chuyển sang màu vàng thì em vớt ra. Để nấm cho nguội hẳn thì dùng một cái chày giã nhẹ phần nấm cho nó tơi ra. Cho nó tơi ra hơi bể bể nhỏ thôi, chứ nó đừng có bể vụn nát nha quý cô bác. Để cho nấm dai, ngon và ngọt, không còn mùi nấm nữa thì em sẽ đi rim với nước dừa. Em dùng 200ml nước dừa tươi, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay cho phần nấm đã đập vào. Em sẽ rim nấm ở lửa liu riu đến khi nào mà nấm hút hết cái nước dừa này thì em tắt bếp. Nước dừa sẽ giúp cho nấm có mùi thơm hơn, giống mùi thịt hơn và ngọt hơn. Nước dừa đã rút khô, em sẽ đảo đều một lúc nữa để cho nấm nó thật là khô lại mới được ạ. Như vậy là em đã có những miếng thịt chay từ nấm rồi nè quý cô bác. Cái mùi của nó rất thơm, ăn còn dai lại ngọt nữa. Quý cô bác có thể dùng thịt chay này để chế biến thành nhiều món chay khác nha. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian xem video của em nãy giờ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở món chay lần sau. Chúc quý cô bác luôn có những bữa chay thật là ngon miệng ạ.